Kính chào quý vị và bà con nông dân đang đến với chương trình Cùng Đầu Trâu Làm Giàu. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay có chủ đề dinh dưỡng cho cây cà phê mùa khô. Quý vị và bà con nông dân quan tâm đến kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây cà phê trong mùa khô, đặc biệt là việc cung cấp dinh dưỡng như thế nào cho hợp lý, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và tiết giảm được chi phí sẽ được thông tin trong chương trình này. Trước khi các nhà khoa học nông nghiệp tư vấn và giải đáp cho bà con các biện pháp khoa học kỹ thuật trong chăm sóc bón phân phòng trừ sâu bệnh cho cây cà phê giai đoạn mùa khô, mời bà con cùng tìm hiểu vài nét về hiện trạng cây cà phê và các công việc mà người trồng cà phê đang tiến hành trên vườn cây giai đoạn này. Nắng như nung, bà con nông dân hoang mang vì mùa khô thiếu nước. Cây cà phê khô héo suy kiệt. Đã có đầu trâu mùa khô, giải pháp tối ưu cho cây cà phê. Đầu trâu mùa khô giúp cây phục hồi nhanh, hoa nở đều, tăng khả năng đậu quả, hạn chế rụng trái non, tăng sức chống chịu với khô hạn giá rét. Đầu trâu mùa khô khởi đầu tốt đẹp cho niên vụ mới. Cái cà của con đây là con ăn, con thu hoạch xong mùa rồi, con đã tạo tàn tỉa cành tạo tán xong rồi. Con đã làm bồn tưới nước đã xong, như con tưới nước con bỏ một đợt phân lăng. Rồi con tính là vô đầu mùa mưa là con bỏ thêm một đợt coi như là phân NPK mùa khô nữa. Theo như thầy con làm vậy thì là có được hay là không? Và nhìn cái trà cà phê của em đấy thì thấy rằng là đầu chưa đến mùa mưa. Dạ. Và em cũng có tưới mà thấy thế này thì lên cũng được, cũng khá, nói chung là khá. Cái phân cành nó tương đối nó đều. Dạ. À, nó tương đối nó đều ở các nơi em để cái phân cành thế này là được, tức là nói chung là thân có một cây là chính, có chỗ là hai thân. Dạ. À, nhưng mà như vậy là đứng về mặt nhìn chung là được. Dạ. Thì phân bón nói chung như thế này ấy, để có năng suất cao thì kinh nghiệm của Bình Điền ấy, trong mùa khô là bón tối thiểu hai lần. Dạ. Hai lần phân. Vì sao cái phân này phải bón như vậy là sau khi mình thu hoạch trái rồi. Dạ. Thì trong mùa khô là mình cần cái phân này để cho nó hồi sức. Dạ. Và nó chuẩn bị ra cành mới. Nhưng là riêng cái phần phân lân ấy thì cái đó là cái bổ sung thêm, tại vì theo phân tích thì đất của em chua thì em sử dụng như thế cũng được, cũng tốt. Dạ. Thì nói chung nhìn trà như thế này ấy, thì không hiểu tại sao em không tiếp cận được cái phấn của mùa mưa của Bình Điền. Nếu mà bón đủ thành một cái tổ hợp luôn thì nó đầy đủ NPK rồi đầy đủ chất trung vi lượng thì nó tốt hơn. Thầy không biết là trong cái phân viện thịnh này chỉ có NPK không hay sao? Nếu NPK không mà bón mãi thì nó thiếu trung vi lượng. Tại vì cái cây cà phê nó cần cả 16 chất, cả trung vi lượng. Ba cái chất lớn là NPK, còn canxi, magie, lưu huỳnh và các kia thì em bón, nếu mà sau này em có cải tiến lại á, một là em chuyển qua em bón cái phân mà có cái đầy đủ NPK cộng với TE đằng sau thì nó có đầy đủ, là coi như mình khỏi lo các cái thiếu cái gì cả. Và nó cũng không làm cho đất chua ra. Chứ nếu lâu nay á, có khi là cái canh tác em bón phân đơn nhiều, bón dùng super hay là các cái lân mà phân mà có rất nhiều lân, cái lân nó nhiều quá, lâu quá thì nó có cái kèm theo là cái lưu huỳnh nhiều, lưu huỳnh nhiều thì nó làm cho đất chua. Thì bây giờ em bón vừa rồi em cải tạo bằng cách là bón một đợt phân của cái nông chảy thì là được. Nhưng mà theo thầy ấy, em bón là em rắc lên trên mặt đất hay là em cào lá ra để em bón phân? Dạ con rắc lên trên lá luôn. Rồi bắt đầu con tưới, con là dùng cái giò nước đó, con làm cho tan phân hết. Cho nó xuống dưới lá. Dạ. Nếu tốt nhất mà có điều kiện á, mà có công thì em kèo lá ra. Dạ. Kèo hết cái lớp đất rồi em bón phân em lấp lại thì cái phân nó nằm ngay ở trong đất. Dạ. Thì nó không có mất. Dạ. Nếu em bón như vậy á, thì cũng có lúc là trong cái phân là có cái chất đạm. Ví dụ là 16-16-8 thì là 16% đạm. Mà 16% đạm mà khi có nước vào thì nó là tan ra. Cây chưa kịp hút. Bởi vì sao? Là vì là em chỉ tưới thôi, rồi sau một lần, mấy lần sau nó khô rồi nó có hút được đâu. Thì nó bốc đi thì mất số đạm, phí đi. Còn lân thì nó vẫn còn lại, kali còn lại. Nhưng mà đạm như vậy nó trở thành là ít đi. Thì lần sau em cố gắng, nếu mà em có công
hoặc là em thuê công thì em bảo là cào hết cái phần lá xung quanh này ra này. Yeah. Rồi em rắc đều xung quanh cái tán cây ấy, đừng gần vào gốc. Yeah. Xong rồi em lấp lại, rồi em tưới lên thì yeah, rất là tốt. À, hiện nay cả cái vùng Tây Nguyên á, hàng năm họ sử dụng cái phân NPK của đầu trâu khoảng 5-60.000 tấn lắm. Yeah. Tại vì người ta dùng quen rồi. Vì sao như vậy mà ta chỉ bón một chủng loại thôi. Thì từ đầu cuối nó cân đối cái bình điền á, họ chế biến á, họ treo theo mùa khô và mùa mưa. Yeah. Thì cái tỷ lệ NPK nó cân đối. Yeah. Chứ nó không có nhiều N mà cũng không nhiều như K. À, đến mức như vậy cho nên là nó rất tốt. Mà mình bón một chủng loại, mà mình đang bón chủng loại này rồi mình đưa chủng loại khác vào á, thì mình không hiểu được cái tỷ lệ của nó thì làm cho nó mất cân đối ra. Thì trong phân bình điền á, hiện nay nó ngoài cái phân NPK ra thì nó có như thầy nói á, trung vi lượng, trung lượng là có canxi, có magie, có lưu huỳnh, có gai silic, và vi lượng có thêm cả 6 chất. Nhưng đặc biệt nhất á, nó có một cái chất tiết kiệm đạm là cái chất agroten. À, cho vào trong đó, ví dụ là nếu mà chỉ bỏ đạm không thì nó chỉ sử dụng được là 30%, chẳng hạn 40%, nhưng mà có cái aroten vào nó lên được 50-60%. Yeah. Thì nó tiết kiệm cái lượng đạm mình bón không có nhiều. Yeah. À, thì và từng cái thời kỳ một thì nó có tỷ lệ nó khác nhau. Ngoài ra thì hiện nay Bình Điền nó có một cái loài vi lượng rất là thông minh. Yeah. Mà khi mà đầu trái rồi á, thì thường thường cà phê nó đầu trái rồi nó có một thời kỳ là trái nó cứ đứng thế, nó chứ không lớn. Yeah. Mãi là sau nó mới lớn. Mà thời kỳ đó thiếu dinh dưỡng thì nó rụng nhiều. Yeah. Thì em xịt cái vi lượng thông minh độ khoảng 4-1, tức là 1 ký trên khoảng độ 4-500 lít nước mà xịt lên. Yeah. Làm độ 2 lần như vậy trong thời kỳ đó thì bảo đảm là trái là rất là đẹp. Sau này cái phân của em á, khi em bón phân là thêm có một cái quy trình. Yeah. Cái quy trình đó là đầu mùa khô bón cái gì bao nhiêu, cho cái loài nào. Yeah. Rồi đầu mùa mưa thì bón cái gì, giữa mùa mưa bón cái gì. Yeah. Gì em có một cuốn sổ ghi chép lại. Yeah. Và hàng năm rồi em thì tổng kết lại, em bón gần này thì được cái năng suất thế này, tính toán ra hiệu quả kinh tế. Và sau này khi làm việt ghép á, yeah, hoặc là global ghép, ta hỏi cái xuất xứ. Yeah. Em dùng cái này là em dùng của ai, bao nhiêu, như thế nào, thuốc như thế nào. Yeah, yeah. Thì tất cả cái đó là em phải dần dần em làm vào, vì nông dân là bây giờ là nông dân hiện đại rồi, nó kinh doanh. Yeah. Rồi. Yeah. Phải tính toán này nọ thứ. Thì chúc em là mùa tới em sẽ làm theo như vậy. À, cho con hỏi thêm chút về sâu bệnh của cây cà phê đó. Như con riệp sáp này á, như theo thầy là mình trị nó thuốc nào là cho nó hiệu quả nhất? Yeah. Nhưng mà nó đỡ tốn kém mình hơn, coi như là mình xịt ít cái thời gian hơn. Và dưới lại cái cành mà cái tay cà phê của con đây là nó ra trái non nó, nhưng mà tại sao là nó lại khô cái mắt cua cái trái non này, nhưng mà con cũng chưa biết cái hiện tượng này là nó ra sao. Con xin thầy tư vấn dùm cho con. Thường thường trong riệp sáp á, thì người ta khuyên mình dùng cái biện pháp là canh tác nhiều hơn là. Yeah. Tránh dùng thuốc. Yeah. Tức là một là nó ít ý, thì khi thấy là ngắt cành bắt bỏ đi. Yeah. Thậm chí cả cái chùm quả thì ngắt cái chùm quả vứt đi. Yeah. À, thứ hai là đến trời mưa hay là chưa mưa thì mình có thể dùng nước vòi mạnh mình xịt cho nó trôi bớt đi. Yeah. À, thì đó là một cái cách canh tác. Nhưng mà để triệt để thì mình có thể phủ thêm dùng thuốc. Yeah. Thì thuốc sáng đấy khi này mà trao đổi với em dùng cái thuốc đấy. Yeah. Mà thấy được thì em cứ dùng. Yeah. Nhưng mà nhớ là chỉ dùng trong cái thời kỳ đấy thôi, chứ còn sau này nó chuẩn bị và thu hoạch rồi thì nếu có mình cũng không dùng thuốc đó. Dạ, dạ đúng rồi. À, thứ hai là em có thể dùng cái thuốc đầu trâu và xít ấy. À, dạ. Là cái đầu trâu đấy nó cũng dùng để trị cả cái sâu, trong đó có rệp rất là tốt. Dạ. Thì cũng phun xịt theo trên cái bao bì nó đi. À, dạ. Nhưng mà nên nhớ thế, người ta khuyên cáo thế thì rất là có ý nghĩa, là hiện nay mình đang làm cà phê sạch. Dạ. À, mà các cái nước mà họ mua cà phê mình thì họ kiểm tra kiểm chất lại. Yeah. Xem thử có dư lượng chất thuốc sâu không. Yeah. Thì nếu mà dư lượng thì người ta từ chối không mua, hoặc là có nơi họ mua thì giá rất là rẻ. Yeah. Thành ra là mình cố gắng để mình làm được cái cà phê sạch thì em như vậy. Yeah. Còn cái thứ hai em hỏi á, thì cái đó phải biết được là hiện tượng cụ thể của nó, chứ còn nếu mà nó xảy ra một chùm hai chùm trên cả một cành á,
thì cái đó không phải là bệnh và cũng không phải là thiếu dinh dưỡng hoàn toàn, mà có thể là do một cái nguyên nhân nào, có khi có con rệp nằm đấy hoặc là cái con bò xít thế gì đấy nó chích một hai chùm thì nó bị, hoặc là cái hiện tượng là cần dinh dưỡng để nó làm trái nhưng mà lúc đó nó thiếu dinh dưỡng hoặc mùa khô rồi mình không tưới kịp nước ấy, có thể là như vậy. Thì mình sẽ bổ sung bằng cách là phun thêm dinh dưỡng. Còn khi mình phân biệt nếu là nó thiếu bó, là trên cái cành nó phải thiếu đều, từ chùm trong ra chùm ngoài nó thiếu đều thấy rõ, thì nó thiếu nó không có chết ngay đâu, nó phải đứng tinh tiến trưởng lại rồi trái nó chuẩn 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 nó vàng, nó nhỏ lại thì nó mới hư. Hoặc là nếu bình á, thì bình nó cũng phải là cái triệu chứng bình nó cũng có khác cái triệu chứng mà thiếu bó. Cho nên mình phân biệt hai cái đó, nếu mà thấy bình đúng á thì mình xịt thuốc. Nếu mà không có thì thôi, mình cũng chỉ là cung cấp dinh dưỡng với cái nguyên tắc là cây khỏe thì là chống được bệnh nhiều hơn, tốt hơn. Thì trong mùa khô nó có nhiều cả bệnh đó, như là rệp sác này, rồi thì là có thể là rỉ sắt chuẩn bị qua mùa mưa, rồi là khô cành khô quả, rồi là sâu đục quả đục cành. Thế những cái đó là nó phổ biến nhất. Nhưng mà đục quả đục cành đó, thì nó phải có cái con sâu sâu trưởng thành và mình theo dõi được á. Ví dụ là con bò cành cứng mà khi mà nó đẻ trứng và nó bắt đầu nó xuất hiện rồi thì mình trị để trước khi nó đục vô. Cho nên nó đục vô rồi thì rất là khó trị. Tức là phải có cái nguyên tắc gọi là theo phương pháp bổ đúng, là đúng đúng thời gian của nó thì mới trị được. Nắng như nung, bà con nông dân hoang mang vì mùa khô thiếu nước, cây cà phê khô héo suy kiệt. Đã có đầu trong mùa khô, giải pháp tối ưu cho cây cà phê. Đầu trong mùa khô giúp cây phục hồi nhanh, hoa nở đều, tăng khả năng đậu quả, hạn chế rụng trái non, tăng sức chống chịu với khô hạn giá rét. Đầu trong mùa khô gửi đầu tốt đẹp cho niên vụ mới. Quý vị và bà con nông dân thân mến, qua những chia sẻ, những thông tin vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Mai Văn Quyền, hy vọng sẽ giúp ích cho bà con trồng cà phê đầu tư, nâng cao năng suất, giá trị, chất lượng sản phẩm. Đến đây thì chương trình Cùng Đầu Trâu Làm Giàu, chủ đề dinh dưỡng cho cây cà phê mùa khô xin tạm dừng. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.